Ngày 30 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Lâm Vĩnh Linh, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 3 năm tù và tuyên phạt 300 triệu đồng đối với bị cáo Ngô Quốc Dũng, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang về tội khai thác khoáng sản trái phép. Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2021, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản tại tổ 8 ấp Hợp Thành, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021. Tại địa điểm trên, Lâm Vĩnh Linh đã thuê người tổ chức khai thác trái phép đất sét có khối lượng trên 47,5 nghìn mét vuông, trị giá hơn 6,8 tỷ đồng, đem bán được số tiền gần 3,6 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Linh đã thu lợi bất chính số tiền trên 700 triệu đồng. Trong đó, Linh thuê Ngô Quốc Dũng khai thác hơn 19,7 nghìn mét vuông đất sét, trị giá hơn 2,8 tỷ đồng, bán và thu được số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Linh trả tiền công cho Dũng 200 triệu đồng. Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Linh nộp số tiền hơn 6,8 tỷ đồng, bị cáo Dũng nộp 200 triệu đồng để xung vào công quỹ nhà nước.